múa Florentino Kenzo Animation với tay cầm joystick. Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh GameStore. Thì cũng một thời gian lâu rồi mình đã chưa comeback cho anh em. Chưa comeback với anh em cái series gọi là làm Game and Trick trên những con tay cầm thông minh anh em ơi. Chủ yếu là mấy con tay cầm này, Game and Trick nó sẽ xuất phát từ cái yếu tố là cái chức năng của nó là macro thì là nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ lên cho anh em một cái trick mới cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ, mà con tay cầm này có thể làm được nha. Thì trên kênh, anh em có thể thấy trên kênh TikTok của tôi thì đã có một video sâu cho anh em rồi, nhưng mà vẫn chưa cho anh em biết là cái config là làm như thế nào để có thể được làm như trong clip đấy. Và hay là cái anh em có thể thấy ở đầu video đấy mình có làm qua. Thì ở đây thì tôi sẽ hỗ trợ anh em nha. Con tay cầm mà tôi sẽ sử dụng hôm nay và con tay cầm sẽ gọi là support tốt nhất cho anh em, đó chính là con Gamewing Albin Mini ở đây. Con này với nói chung là thật ra thì con này gầm nào cũng thể làm được rồi, nhưng mà để mà chuôn chu nhất á thì tôi recommend cho anh em con này nhá. Con này giá thành rất là rẻ mà thôi, nhưng mà lại có thể đáp đủ tính năng cho anh em chơi PUBG, chơi FPS hay là chơi macro trên mấy tựa game mobile đều ngon hết nha. Ok thì bắt đầu nào, bật lên thôi. Ok này, bây giờ tôi sẽ demo cho anh em xem trước qua thì con này sẽ hoạt động như thế nào nha. Thì bình thường á, anh em cũng có biết rồi là múa cơ bản thì nó rất là đơn giản thôi. Tôi đã từng làm clip hướng dẫn cho anh em là chủ yếu cái này cũng là nhờ tính năng macro hết, anh em chỉ cần tung hoa sao cho chính xác mà thôi. Thì cái trick này tôi đã từng làm cho anh em rồi. Thì cái trick này, cái trick sắp tới mà tôi sẽ nói cho anh em đó chính là cái trick mà múa flow cancel animation. Nó cũng khá là đang hot ở trên cái tự game liên quân mobile này. Thì để mà có thể làm như thế á, thì cái trick đơn giản đó thì anh em sẽ tinh setting như thế này cho mình, rất là đơn giản mà thôi. Thì nó vẫn sẽ là một nút mà anh em dùng để macro là nút bên trái này đây nha anh em. Anh em sẽ cài cho nó là cái thứ tự thao tác của nó sẽ gồm 3 nút. Để mình làm xóa hết đi nha. Thì sẽ gồm 3 nút. Đây, anh em có thể thấy ở đây là có 3 nút trên màn hình đây. Nút thứ nhất anh em sẽ để là nút đánh thường. Nút thứ hai anh em sẽ để là chiêu 2 và nút thứ ba anh em cũng để là chiêu 2 nha. Đó. Thì hoàn toàn là xong rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ khác ở một chỗ là anh em sau khi đăng tung hoa thì anh em sẽ phải spam nút đánh thường cho mình. Thì nếu mà tay cầm mình đã hỗ trợ một phần như thế rồi thì bây giờ tay phải của mình chỉ cần làm một việc đơn giản hơn nữa là như vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ demo cho anh em xem thử này. Đó, rất là ok nha anh em, nó cancel animation bởi vì chúng ta spam đánh thử liên tục. Cái mà tôi cần anh em duy nhất, cái mà anh em để mà có thể làm thực hiện cái thao tác này, cái trick này một cách thành công nhất á, thì anh em cũng phải cần một thời gian anh em test trước. Là bởi vì á là cái cancel animation này á, anh em phải điều hướng cái con joystick này này di chuyển làm sao trước khi cả khi nó múa xong hay nữa, là anh em phải hướng con này tới bông hoa tiếp theo. Là xem mình sẽ làm lại mẫu lại cho anh em xem thử này. Là anh em vừa lúc đó là phải spam đánh thường, trong khi đấy là anh em trước khi mà anh em nhặt bông hoa á, là anh em đã phải ấn nút này rồi. Là trước khi nhặt bông hoa anh em đã phải ấn. Bởi vì là cho dù là cái hoạt ảnh á, nó chưa thực sự tới lúc nhặt bông hoa, nhưng mà anh em cứ ấn nút này đi thì nó sẽ chủ động, nó sẽ nhận dạng là nó làm thao tác tiếp theo luôn. Đó là cái cơ chế làm sao mà, bởi vì cũng là lý do tại sao mà con flow này lại có cái vụ mà cancel animation mà vẫn múa được như vậy. Đó, em thấy không? Múa rất là nhanh nha. Đó, anh em chỉ cần đồng thời là tay phải của anh em là cứ spam nút đánh thường. Còn bên trái của anh em thì phải ấn mỗi lần mà nó nhặt tới bông hoa. Mà anh em ở chỗ mà anh em yêu cầu á, thì anh em phải ấn cái nút LT cho mình. Cái nút LT, à nút L1 này cho mình. Bởi vì nút L1 là cái nút mà anh em dùng để macro đấy. Đó, chỉ đơn giản với ba cái thao tác là thứ nhất đánh thường, thứ hai là chiêu 2 và spam chiêu 2 thôi. Thật ra cái tính năng này là tính năng mà anh em hay dùng để mua bán đồ nhanh trong liên quân, thật sự nó rất là bá đạo luôn. Thì hôm nay tôi đem tới cho anh em một cái trick là múa cancel animation với con flow này, thực sự là bá đạo và rất là ảo ma anh em ạ. Đó. Thật ra cơ chế hoạt động của con này thì mình cũng dựa trên một số cái anh em chơi flow ở trên
trên Liên Quân ấy, anh em chỉ dạy là phải spam đánh thưởng liên tục. Thì bây giờ tôi đã có thể áp dụng con này trên con tay cầm này nha. Cái trick này thật sự là rất là ảo luôn anh em ạ. Đó, cũng phải cần một thời gian để mà thích nghi trước nha anh em ơi. Cần một thời gian trước để mà có thể làm ra được cái clip và thực hiện mượt mà cái con flow này nha. Bây giờ mình sẽ thử cho nó gọi là bật AI này xem múa có mượt không nha anh em ơi. Đó, cho nó lên cấp đi. Đó, anh em thấy không? Cancel animation nhặt hoa phải nói là cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Đấy. Nói chung là cái gì thì cũng phải cần một thời gian để mà luyện tập trước đúng không anh em? Đây. Rất là bá đạo, thực sự là quá là bá đạo luôn. Ok. Thôi, cái trick này quan trọng là tới đây thôi. Anh em nào mà chưa hiểu hay là chưa thực sự làm được thì anh em cứ comment dưới cái clip này nha, mình sẽ hỗ trợ và có thể là sẽ làm thêm nhiều cái trick khác cực kỳ bá đạo cho anh em hoặc là lý giải thêm cho anh em nha. Ok, hẹn gặp anh em vào clip sau nha. Ok, bye bye anh em.